Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, tháng 9 2020, sau khi ra tù, A Đảo lập Facebook có tên Jose Đảo để tiếp tục liên lạc với Aga và đối tượng phản động người Việt lưu vong như Nguyễn Đình Thắng để nhận chỉ đạo hoạt động thu thập thông tin, tài liệu gửi ra các đối tượng xuyên tạc chống phá Việt Nam. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết của Xuân Mai đăng trên báo Công an Nhân dân, cái kết của đối tượng phản động lưu vong. Muốn hiểu được bản chất của A Đảo, trước hết phải tìm hiểu về Nguyễn Đình Thắng. Nguyễn Đình Thắng sinh năm 1958 tại Nam Định. Sau một thời gian vào Nam, Thắng vượt biên sang Philippines rồi được định cư tại Mỹ, cầm đầu tổ chức có tên là Ủy ban Cứu Người Vượt Biển do Phan Lạc Tiến, cựu sĩ quan Hải quân Quân đội Việt Nam Cộng Hòa và Nguyễn Hữu Sương, nguyên giáo sư Đại học San Diego thành lập năm 1980, có trụ sở tại San Diego, California, Mỹ với mục đích giúp đỡ người Việt tị nạn tại Mỹ. Năm 1990, Phan Lạc Tiếp và Nguyễn Hữu Sương đã chuyển giao cho Nguyễn Đình Thắng tiếp tục điều hành Ủy ban Cứu Người Vượt Biển. Sau khi tiếp nhận, Thắng đã dời trụ sở của Ủy ban Cứu Người Vượt Biển đến bang Virginia, Mỹ và hướng các hoạt động chuyển sang việc lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân chủ, tôn giáo để chống phá Việt Nam. Nguyễn Đình Thắng triệt để lợi dụng danh nghĩa của một tổ chức hoạt động trên lĩnh vực cứu trợ thuyền viên, người tị nạn, chống buôn người để xin kinh phí hoạt động. Ngoài ra, Thắng còn thường xuyên tổ chức các buổi vận động gây quỹ trong cộng đồng người Việt tại Mỹ, Canada. Với sự hậu thuẫn của một số chính khách thiếu thiện chí với Việt Nam, Ủy ban Cứu Người Vượt Biển đã tổ thành một tổ chức phản động lưu vong chống đối quyết liệt ở cả trong và ngoài nước. Ủy ban Cứu Người Vượt Biển xây dựng ban điều hành gồm 3 cấp: Hội đồng Quản trị, đội ngũ điều hành, quản lý các chi nhánh, phạm vi hoạt động tại Mỹ và một số nước lân cận Việt Nam, móc nối tuyển mộ nhân viên và các tình nguyện viên ở một số nước. Tại Việt Nam, Nguyễn Đình Thắng và đồng bọn đã xây dựng các kế hoạch hoạt động với mưu đồ chuyển hóa nền dân chủ Việt Nam theo mô hình phương Tây. Chúng đề ra mục tiêu sẽ lôi kéo tập hợp lực lượng trong nước hình thành khoảng 1.000 cộng đồng, thực chất là các hội nhóm xã hội dân sự với đa dạng thành phần, các dân tộc, tôn giáo, công nhân, công chức, trí thức bất mãn tiến hành các hoạt động chống phá. Ngày 18 tháng 9 năm 2020, A Đảo được ra tù, Nguyễn Đình Thắng cùng số tay chân bên ngoài đồng loạt đăng tải, tán phát các bài viết video clip nhằm tung hô quảng bá hình ảnh của A Đảo để A Đảo tiếp tục làm con rối. Nguyễn Đình Thắng cũng gây mâu thuẫn kích động Aga, lúc này đang là cốt cán của tổ chức Tin Lành Đấng Christ do Ihirnie ở Mỹ cầm đầu, tách ra thành lập tổ chức mới với tên gọi Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên. Hướng tổ chức này đẩy mạnh tuyên truyền, móc nối lôi kéo người dân tộc thiểu số trong nước tham gia các khóa huấn luyện do Ủy ban Cứu Người Vượt Biển của Nguyễn Đình Thắng tổ chức. Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên trở thành công cụ để Nguyễn Đình Thắng và số phản động người Việt lưu vong lợi dụng. Tháng 9 năm 2020, mâu thuẫn giữa Aga và số đối tượng cầm đầu Tin Lành Đấng Christ tại Mỹ lên đỉnh điểm. Do sự tác động của Nguyễn Đình Thắng, Aga chính thức thay đổi logo và tên gọi của nhóm do y quản lý thành Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, tự nhận mình là người đại diện, đồng thời chỉ đạo nhân sự ban đại diện tạm thời trong nước gồm 5 thành viên do A Đảo, chú ở Sa Thầy, tỉnh Kon Tum làm hội trưởng, Y Noel Aun, chú ở Công Bắc Đắk Lắk, Nia Yifer, chú tại Sông Hinh, Phú Yên làm phó hội trưởng, Y Gabriel Brack, chú tại Buôn Đôn, Đắk Lắk làm thủ quỹ, Ca Đẹp, chú tại Di Linh, Lâm Đồng làm thành viên. Bề ngoài, Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên lợi dụng niềm tin tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào dân tộc thiểu số để chuyên truyền lôi kéo người tham gia có hoạt động hát thánh ca, chia sẻ kinh thánh và cầu nguyện. Nhưng các đối tượng cầm đầu Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên thông qua các hoạt động sinh hoạt tôn giáo để lồng ghép nội dung xuyên tạc chính sách của đảng nhà nước, kích động các hoạt động tư tưởng ly khai, tự trị, ý đồ quy tập, tập hợp lực lượng đấu tranh đòi tự do tôn giáo, tự quyết dân tộc, tiến tới thành lập tôn giáo riêng, nhà nước riêng của người dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên. Aga chủ trương liên kết, lợi dụng các tổ chức phản động người Việt lưu vong như Đảng Việt Tân, Ủy ban Cứu Người Vượt Biển, Mạng Lưới Người Bảo Vệ Nhân Quyền do Vũ Quốc Dũng cầm đầu và nhóm người thường đứng lên vì công lý của các đối tượng Y Quyên Bơ Đắp, Y Phe Hadurut ở Thái Lan, Y Phích Khốc ở Mỹ để vận động kêu gọi hỗ trợ tài chính. Chúng cũng thông qua mạng xã hội tổ chức có khóa huấn luyện đào tạo trực tuyến.
tuyên truyền lôi kéo số đối tượng chống đối bất mãn, số quần chúng tin theo Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên trong nước tham gia nhằm tạo dựng phát triển các nhóm lõi, chuyên truyền phát triển cơ sở bên trong, cách viết báo cáo vi phạm về nhân quyền tự do tôn giáo, đào tạo kỹ năng hoạt động xã hội dân sự, hướng dẫn phương pháp thu thập cung cấp các thông tin sai lệch về tình hình trong nước để xuyên tạc vu cáo trên mạng xã hội và các diễn đàn quốc tế. Từ tháng 9 năm 2020 đến nay, Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên đã phát triển 82 tín đồ tại các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Phú Yên. Tuy nhiên, qua tài liệu thu thập được, qua các lời khai thể hiện để moi tiền tài trợ từ bên ngoài, các đối tượng đã nâng khống lên là xây dựng được 24 điểm nhóm và trên 700 tín đồ. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an đã nắm được toàn bộ hoạt động của tổ chức phản động Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, cũng như hoạt động vi phạm pháp luật của các đối tượng tham gia trong nước. Một trong những người tham gia Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên tích cực nhất trên địa bàn Đắk Lắk là Ygrek Brak, còn gọi là Amayun, sinh năm 1978, trú tại Buôn Kenia 2, xã Eba, huyện Buôn Đôn. Ygrek là đối tượng phun rô bị xử phạt 8 năm tù về tội phá hoại chính sách đoàn kết. Năm 2013, sau khi ra tù được 1 năm, Ygrek lại tiếp tục tham gia hoạt động cơ sở ngầm phun rô và bị chính quyền đưa ra kiểm điểm trước dân. Với vai trò là quản nhiệm điểm sinh hoạt Buôn Kenia 2, sau khi được lôi kéo, Ygrek đã đồng ý tham gia Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên và được Aga giao cho làm thủ quỹ của ban điều hành tạm thời. Từ tháng 3 2020 cho đến khi bị phát hiện, Ygrek đã tích cực lôi kéo 15 người, hầu hết là các tín đồ tin lành sinh hoạt trong điểm nhóm tại gia của mình tham gia Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên. Ngoài ra còn có một số đối tượng khác như Inun Agun, Ama David, sinh năm 1967, chú Buôn Vuak B, xã Efe, huyện Krông Bắc, Lý Chơi Prong, Ama Hernai, sinh năm 1972, chú Buôn Khmer Leo, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột. Y Doan Brab Ama Hermuon, sinh năm 1960, trú tại Buôn Khenia Ba, xã Era, huyện Buôn Đôn, là những đối tượng tích cực tham gia phát triển trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Làm việc với cơ quan công an, những người này khai rằng sau khi nhận chỉ đạo từ Aga và các đối tượng cầm đầu bên ngoài, họ đã vận động lôi kéo những người thân trong gia đình, các tín đồ sinh hoạt đạo thuần tí, nhẹ dạ cả tin khác trong buôn cùng tham gia. Thủ đoạn lôi kéo của các đối tượng vẫn là những luận điệu cũ rích, đó là tham gia Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên để về lâu dài sẽ thành lập tôn giáo riêng, nhà nước riêng cho người Tây Nguyên, và nếu sau này nhà nước đề ga thành công thì những người tham gia sẽ được chia đất đai, nhà cửa, tài sản, phong chức tước. Ygrek cùng với Inun đặt in 100 cuốn lịch Tết Nguyên Đán 2021 mang biểu tượng của Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên để phát cho tín đồ ở các điểm nhóm. Bản thân Ygrek đã tập hợp gửi các bản tường trình báo cáo xuyên tạc về tình hình tôn giáo nhân quyền cho phản động bên ngoài, để tập hợp báo cáo cho phản động lưu vong, phản ánh sai lệch các tổ chức quốc tế, gây sức ép làm giảm uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Còn Inuen với vai trò giáo hội phó Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên đã lôi kéo 4 người tham gia thu thập gửi một số bản tường trình vu cáo chính quyền, vu cáo lực lượng công an vi phạm tự do tôn giáo dân chủ nhân quyền. Đối với Y Chới Prong, sau khi được lôi kéo tham gia Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, từ tháng 11-2020 đến nay, Y Chới đã tham gia nhiều buổi tập huấn nhân quyền trực tuyến do Y Quynh Brab và Nguyễn Đình Thắng giảng dạy, đồng thời đã viết một số báo cáo với nội dung vu cáo chính quyền đàn áp tôn giáo gửi cho Aga. Các đối tượng phản động bên ngoài đã nhiều lần gửi tiền số cầm đầu, cốt cán trong nước để củng cố niềm tin hoạt động chống phá. Tuy nhiên, A Đảo, Ygrek, Inuen đã trục lợi cá nhân, ăn chặn, thậm chí mâu thuẫn nhau về việc chia tiền. Rõ ràng, Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên là một tổ chức chống đối chính trị, hoạt động lợi dụng niềm tin tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào dân tộc thiểu số để xâm phạm an ninh quốc gia. Do đó, mọi hoạt động liên quan đến tổ chức này đều là hành vi vi phạm pháp luật. Thực tế, thời gian qua tại Tây Nguyên, đa số các chức sắc tín đồ các tôn giáo được tạo điều kiện sinh hoạt tôn giáo thuần túy, chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Riêng đối với đạo Tin Lành, ngoài 5 tổ chức đã được nhà nước công nhận, gồm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, miền Nam, Hội Thánh Tin Lành Cơ Đốc Phục Lâm, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Lão, Hội Thánh Truyền Giáo Cơ Đốc và Hội Thánh Tin Lành Liên Hữu Cơ Đốc, vẫn còn các tổ chức hệ phái Tin Lành dù chưa đủ điều kiện để được công nhận tư cách pháp chân,
như Tin Lành truyền giảng Phúc Âm, Tin Lành Lên Hữu Báp Tít, Tin Lành Phúc Âm Đời Đời vẫn được tạo điều kiện sinh hoạt ổn định. Tuy nhiên, thời gian qua, các thế lực thù địch bên ngoài, nhất là Sopon, Phun Rô Lưu Vong, tiếp tục rêu rao ở Việt Nam không có tự do tôn giáo, chỉ có tôn giáo quốc doanh, không có các tổ chức tin lành chưa được đăng ký hoạt động. Một lần nữa, chúng ta cần khẳng định rằng, nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân, nhưng bên cạnh đó cũng nghiêm cấm việc lợi dụng tôn giáo để xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Mỗi tín đồ tôn giáo bên cạnh việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo cần phải thực hiện nghĩa vụ công dân của mình trên cơ sở chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Vì vậy, mỗi chức sắc tín đồ và người dân cần đề cao cảnh giác, không tin không nghe các đối tượng lôi kéo tham gia các hoạt động tôn giáo để chống đảng nhà nước vi phạm pháp luật, đồng thời tích cực tố giác phối hợp với chính quyền, ngăn chặn góp phần loại bỏ cái gọi là Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên ra khỏi cộng đồng.